Sáng nay, diễn viên Mai Phương đã xuất viện sau 25 ngày điều trị tại trung tâm chẩn đoán điều trị ung bướu Bệnh viện Quân y 175. Bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho Mai Phương chia sẻ, hiện tại tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên đã cải thiện rất nhiều. Mai Phương đã có thể nói chuyện, tự đi lại và tự sinh hoạt cá nhân so với trước đó lúc vào viện phải ngồi xe lăn. Về việc Mai Phương bị ung thư phổi di căn sang xương, thời gian điều trị phải dùng thuốc chống hủy xương, bác sĩ Luân nói về điều trị thuốc đặc hiệu nhắm trúng đích đã có thể khống chế được và hiện tại Mai Phương đã có thể tự đi lại được. Ngoài việc dùng thuốc đặc hiệu, Mai Phương còn kết hợp xạ trị ở những điểm ung thư di căn vào xương để giảm đau. Theo bác sĩ Luân, mặc dù bệnh hiểm nghèo, nhưng Mai Phương là người nghị lực, luôn tuân thủ phác đồ điều trị, phối hợp với bác sĩ tốt nên kết quả chữa trị mang lại hiệu quả cao. May mắn Mai Phương đã phù hợp với điều trị thuốc, nếu không sẽ phải hóa trị và các tác dụng phụ của phương pháp này rất nhiều như thiếu máu, suy tủy xương, suy chức năng gan thận, rụng tóc. Phác đồ điều trị của nữ diễn viên này vẫn còn kéo dài, phụ thuộc vào đáp ứng thuốc nên hiện bệnh nhân vẫn được theo dõi, chăm sóc và điều trị. Sau khi ra viện 15 ngày, Mai Phương sẽ tái khám. Trước lúc ra viện, diễn viên Mai Phương gửi lời cảm ơn tới y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cùng với các nghệ sĩ, các mạnh thường quân đã ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian vừa qua.